Sáng nay, xã Thành Công, huyện Khoái Châu khai mạc lễ hội truyền thống Đình làng Quan Xuyên. Đình làng Quan Xuyên được xây dựng từ thế kỷ thứ 16 thời Hậu Lê, thờ ngũ vị đẳng thần là Chử Đồng Tử và nhị vị phu nhân Vũ Quang Chiếu và Phạm Công Nghi. Cứ 3 năm một lần vào các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, nhân dân làng Quan Xuyên tổ chức lễ hội từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2 âm lịch. Tương truyền, đây là những ngày thành hoàng làng là Vũ Quang Chiếu và tướng quân Phạm Công Nghi tổ chức yến tiệc kết nghĩa anh em. Lễ hội truyền thống Đình làng Quan Xuyên còn bảo lưu được nhiều giá trị văn hóa độc đáo của vùng quê ven sông Hồng, tiêu biểu như nghi thức rước sắc và rước nước, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Phần hội tổ chức các trò chơi dân gian như trò vật lầu diễn ra vào chiều ngày 12 và 13 tháng 2 âm lịch.